Có một bạn hỏi thầy cái bài là rút gọn biểu thức A cộng với AA AAA A, A, cộng với chấm 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 Chỗ này có N số A A à, đây là chữ số Ví dụ số 2 cộng 22 cộng 222 cộng vân vân Đấy rất nhiều số 2 là N số 2 Thì đi thi thì người ta có thể sửa chữ A này này Tức là cái chữ số A này thành một số cụ thể Sửa cái N số này thành một cái con số to đi Ví dụ 2024 chẳng hạn Để cho nó đúng với cái năm học này thì đấy cũng là một cách cho đề bài bản thân cái từ rút gọn hoặc cái chữ tính này cũng thế là là muốn chúng ta đưa ra một cái biểu thức về kết quả sao cho khi mà thay a bằng một số cụ thể thay n bằng một số cụ thể thì mình ráp vào cái công thức đấy là nó coi như là ra kết quả chứ còn chúng ta không có hy vọng là tính cái chỗ này ra một số cụ thể theo kiểu là viết trong hệ thập phân đâu nhá là nó là mấy triệu hay mấy tỷ không viết được như thế được không nào thế thì nói về cái kiểu chữ số giống nhau như thế này ấy thì người ta sẽ đặt cái này là a đi. xong người ta sẽ rút a ra ngoài, bên trong còn gì? Còn 1 cộng với 11 cộng với 111 cộng với vân 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 vân. 1111 1 như thế này, đóng ngoặc. Chỗ này là có n số 1. Được không? Thế thì Thì nghĩ xem nào. Có n số 1 à. Ừ. Nếu mà nó chỉ có 3 số này thôi thì cộng dễ này bốn số thì cộng dễ năm số thì cộng dễ nhưng nó qua 10 số thôi là cộng nó bắt đầu bị nhớ rồi đúng không thì mình không có cộng cột dọc được đâu bây giờ mình phải suy nghĩ làm sao mà tính được cái biểu thức b bằng một cộng 11 cộng 111 cộng vân 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 cộng 111 như này một chỗ này là có n số 1 chúng ta phải nghĩ cách tính cái b này đúng không thu gọn nó đi thì ở đây là chúng ta phải biết một điều đặc biệt trong quá trình mình học mình phải hiểu đây là máy nâng cao nhá. Lớp 6, lớp 7 thì đây là máy nâng cao. Có thể là bọn con ôn thi học sinh giỏi chẳng hạn. Còn với lớp 11 thì các anh chị sẽ sử dụng cấp số nhân. Và trong cấp số nhân thì các anh chị sẽ biết cái cái cấp số nhân mà với quy bằng 10, công bội bằng 10, 10, 100, 1000, 1 vạn. Tại sao những cái số đấy nó lại đặc biệt? Tại vì 10 thì, thì mình có thể viết thành 9 cộng 1 mà 9 thì bằng 10 1. Rồi là 99 thì bằng 100 1. 999 thì bằng 1000 trừ 1 Đấy, nó giống giống các cái chữ số giống nhau đây này 9 này, 99 này, 999 Thế thì ở đây người ta sẽ lấy B nhân với 9 Để làm gì? Để ra 9 cộng với 99 Cộng 999 cộng vân 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 Cộng rất nhiều số 9 Cái câu chuyện là tại sao lại nhân với 9 mà không phải là con số khác Thì nó giống như là đây là một cái mẹo để làm bài tập thôi Nó là một cái tip quan trọng mà khi biết thì chúng ta làm được bài còn làm sai đi thì nó không đúng nó không ra kết quả chúng ta vẫn phải vòng vèo thế nào đấy về cái việc nhân với con số 9 nếu người ta cho có bài này là số 7 đi lúc nào thì chữa cho chúng ta cái video đó thì chúng ta vẫn phải vòng vèo con số 7 về con số 9 mới được tại sao 9 mới được tại vì 9 thì bằng 10 1 cái này là 100 1 cái này là 1.000 trừ 1 đây này cái này là 1.000 trừ 1 này cái này là 100 trừ -1, 1 này cái này là 10 1 cộng vân vân như vậy thì chỗ này sẽ phải là không 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 như này không không trừ một mà chỗ này chúng ta có gì chúng ta có n số số 0 đúng không đấy thế rồi chỗ này là gì chỗ này chúng ta sẽ gom vào đây là 10 cộng 100 cộng 1000 cộng vân 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 cộng đến 100 không không ở chỗ này là có n số 0 trừ đi trừ đi một này xong lại trừ đi một này xong lại trừ đi một này có n cái số như thế này đây trên này có n số một số hai số ba số n số mỗi một số như thế đều là trừ một vậy thì sẽ trừ đi n số 1 đúng chưa vậy kết quả sẽ bằng gì bây giờ mình lại phải xử lý cái chỗ này à Các con có hiểu được cái đoạn này không nhỉ thực ra thì mình đặt ra mình cộng là mình hiểu ấy mà lớp 6 cũng hiểu được cái này Thầy nháp hai số trước cho chúng ta nhé 100 cộng với 10 Thì nó ra 110 Thế nếu mà thầy nháp ba số nhé Đến đây này Là 1000 cộng với 100 Cộng với 10 thì nó ra gì Ta đặt cột dọc ra mà cộng 1000 cộng 100 cộng với 10 Thì nó ra 1110 1110 Thế nếu mà thầy cộng tiếp bốn số đi Thì nó là số 10.000 đúng không Cộng 1.000 Cộng với 100 Cộng với 10 Chúng ta viết số 10.000 vào đây chúng ta cộng đi Thì nó sẽ ra là 1 1 1 1 0 4 số Thì nó là 4 số 1 3 số thì là 3 số 1 2 số thì là 2 số 1 Vậy đây n số thì sao Thì nó là n số 1 Xong con số 0 ở cuối n số 1 Đúng chưa Rồi trừ đi n Đấy Mình xử lý thế thôi Chứ còn mình cũng không cần dùng cấp số nhân của anh chị lớp 11 làm gì thì nói vào đây các bạn cấp 2 cũng không hiểu tại vì nó liên quan đến công bội này, liên quan đến số hạng đầu này, liên quan đến tổng n này, đúng không? Đây, thế này thôi. Đây là B nhân 9 nhé mọi bạn con nhá. Vậy thì B ở đây của mình sẽ bằng gì? B sẽ bằng là 111 10 trừ n chia cho 9 bảo ngoặc n số 1. Mình nói rõ ở đây là có n số 1. Thế B của mình đây B là cái này đây Vậy mình thay vào đây Vậy Biểu thức A cần tìm của mình sẽ bằng gì? Bằng A nhân với 1, 1, 1 1, 0 Trừ N Chia cho 9 Mở ngoặc ở đây N số 1 Thế thôi Ví dụ Bây giờ mình triển khai vào 2 cộng 22 cộng 222 cộng 2222 cộng 5 số đi nhá cho nó to to tí. Đấy thì bằng cái gì? 1 2 3 4 5. Coi như cái tổng này là 5 số. Mà mình không muốn cộng bằng tay. À thế thì kết quả sẽ là a là bằng 2 đúng không? 2 nhân với chỗ này là mấy? 5 số 2. À đâu, xin lỗi. n là 5 chứ, còn đây là 5 số 1. 1 2 3 4 5. Không. 5 số 1 trong thêm số 0 xong rồi trừ đi 2 chia cho 9. Đấy, kết quả của mình đấy. Rồi, nếu mà mình sửa thành nhiều số hơn thì nó cũng vậy thôi. Ví dụ là à số 3 cộng với 33 cộng với 333 cộng chấm 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 cộng 33 rất nhiều số 3. Chỗ này mình cho là 10 số 3 đi. Thì kết quả sẽ là gì? A à là gì? A à là con số 3 Rồi Bao nhiêu con số 1? Là 10 con số 1 1, 1, 1, vân vân 1, 0, trừ đi Trừ đi gì? Trừ đi N à? À tôi chết rồi Trừ đi N cơ mà thầy viết nhầm rồi Chỗ này phải là trừ đi 5 lỗi Thì chỗ này phải trừ đi 10 Rồi chia cho 9 Mở ngoặc ở đây này 10 chữ số 1 Đấy Thầy nghĩ rằng uh, Cấp 2 thì viết đến cái biểu thức đấy thôi mình cũng không nên dùng cấp số nhân viết thành cái lũy thừa của 10 làm gì cả